Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mọi người có được khỏe không? Thì trong cái video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người về một trong những cách để mà các bạn có thể định cư Úc. Bạn có thể đi qua đây theo cái dạng visa 407 hoặc là bạn có thể định cư theo dạng công ty bảo lãnh hoặc là vùng miền bảo lãnh. Rồi bạn có thể đi qua đây theo dạng visa gọi là skill visa luôn, gọi là cái permanent resident luôn, là được thường trú tại Việt Nam luôn. Thì một trong những cái nghề đó mà mình kết hợp với lại một người chị của mình làm việc đang tại Sài Gòn. Thì cái công ty này á, là hướng dẫn các bạn, là trường dạy các bạn tại Sài Gòn, ở Phú Nhuận đó các bạn, là bạn có thể học lý thuyết ở Việt Nam, ở Sài Gòn. Rồi sau đó bạn làm tất cả các bài thực hành. Cái bài thực hành là coi như bạn nấu, rồi bạn những cái món ăn, rồi bạn có thể nấu những cái loại bánh, nói chung là liên quan tới nghề đầu bếp. Tất cả bạn được học thầy dạy, là thầy có kinh nghiệm tại những cái khách sạn 4 sao, 5 sao. Những cái thầy này đã có nhiều năm kinh nghiệm hướng dẫn các bạn rồi. Thì bạn có thể thực tập tại trường này. Và sau khi mà bạn thực tập rành rồi đó, thì bạn sẽ được vào trong những cái khách sạn lớn, bạn có thể thực tập trước khi bạn đi qua Úc. Bạn nào mà có kinh nghiệm làm việc nhiều năm ở Việt Nam rồi á, thì bạn cũng có thể liên lạc cái trung tâm này để các bạn làm giấy tờ, để gọi là skill assessment, để mà người ta chứng minh kinh nghiệm làm việc của các bạn. Khi bạn không có bằng cấp á, thì bắt đầu bạn đi học để bạn lấy được bằng cấp ở Úc. Ở Việt Nam vẫn có thể học được bằng cấp ở Úc, bạn có thể được cộng điểm định cư, rồi bạn phải học thêm tiếng Anh. Còn nói về tiếng Anh á, thì bạn liên lạc với lại mình. Ok, mình có trung tâm dạy tiếng Anh. Phòng bên kia với cái phòng này là hai, khi họ cần đó là chị đẩy hết các bạn bên kia qua. Nhưng mà giờ đang quay video chỉ cần khoảng không gian trống trống một chút. Còn cái máy này để làm gì? Máy ủ, ủ bột, chỉ cần bánh. Là nó hơi nóng, nhiệt lên cho tủ thì nó bánh nó nở. Còn cái này? Cũng lạnh, lạnh cũng đông. Cứ đồng nướng này đây. Máy nướng ủ vô này dẹp hết, chỉ có một số thiết bị căn bản ở đây thôi, còn để bớt tủ. Cái này giống như vậy, mấy cái mà mấy cái này là hiểu ở đây nó mua được lúc nào á chị? Là đây cũng thôi, nhưng mà nó bình lắm. Máy là một chưa được làm visa. Tôi visa và thì đánh được máy lắm mà. Công suất là vậy được là 2 10 bàn 6, 8, 10, 10 bàn 10 bàn nhưng mà mình vừa rồi mình sẽ chia 2 lớp á. Sáng học sáng chiều luôn á. Có này của chị chưa biết, nhưng mà có trước là chị học là lớp bánh là 2 lớp, lớp nấu là 2 lớp. Thì bạn học về bánh mì thì học ở dưới, bạn học bếp ô trên này. Sáng mình có một lớp, chiều mình có một lớp. Còn bếp ô có bạn bếp á không? Không, bếp ô mình chỉ dạy ô thì mình nghề của lâm nhất chỉ có mình bếp ô thôi. Còn bếp á thì bạn nào học là khóa trước thì đi Canada thì có dạy, nhưng mà tại vì số lượng Canada mình ít, mình vẫn cho học bếp ô chung rồi ra thực hành bếp ngoài, nó có bếp á nó dễ. Máy này là máy bột luôn á, máy bột bự. Anh sử dụng hai máy này mình nhỉ không? Nhưng mà em chơi nhỏ rồi. Hồi xưa qua là làm pizza liền đó chứ. Để tại nó được thi, tức là trước đây nó được thi cũ thì mình có mấy ông thầy. Anh thầy đó là ông bổng về, ông thi, là ông sẽ chấm điểm đó. Bây giờ nếu mấy bạn nó học mà lỡ bị rớt lần đầu rồi là thi thẩm định nghề á, thi lần 2 thì chỉ có phỏng vấn thôi mà. Nhưng là cứ nộp phí là cho đi lại thôi, không có gì. Nghĩa là thi lần 2 mà nó xui nữa rồi là... Cũng như lần 3 nó cũng cho thi tiếp. Thế nào cũng cho đậu à? À thì là trong mà không có lý do cho nữa. Nói thì mấy bạn chịu khó cho thi cái bộ câu hỏi nó gặp đi làm lại. Chỉ chịu khó năng cải thiện ra một chút xíu rồi các bạn sẽ đậu. Thấy học trước đừng bị áp lực quá, thoải mái chút xíu. Ráng tiếng Anh lên, bạn nào tiếng Anh đậu, tiếng Anh khá là 90%, 95% đậu rồi đúng không? Trong lớp có 10 bạn. Trời ơi, cái lớp đó bây giờ em biết có mấy người thi tiếng Anh có 4.5 chứ mấy. Mà họ học, họ lớn tuổi rồi, bốn mấy tuổi, là họ 42, 43 tuổi là họ đi mấy chương trình lao động chứ đó. Là tiếng Anh họ yếu vậy mà chị dạy vẫn được, chỉ có em ngoãn vừa rồi là cái mức mà thử điểm vô bạn thấp hơi thấp á. Chứ bạn chịu khó cải thiện một tí. Bạn nói mà thi đậu đó là coi như là em nói là đại tiệc luôn á. À, còn ngoài nó cũng tập trung lắm, giờ này nó cũng làm xin. Mấy bạn, trong tất cả các bạn em thấy bạn đó là
là xuất phát thấp nhất nhưng mà quyết tâm nhất. Đúng, cao. Không phải một mình bạn vợ không nha, bạn chồng cũng quyết tâm dở mang luôn, hai, vui hai, đó, là em thấy là mấy bạn đó mà lôi cái cặp này mà qua Úc á, là coi như là một tấm gương điển hình cho các bạn không. Hôm nay có rất là nhiều đơn vị mà đang cần người đó, họ mà bảo lãnh đi chi phí nó rẻ hơn, nhưng là nếu tụi nó chịu khó đó, mình sẵn sàng mình đi kiếm những cái đơn vị đó để hỗ trợ cho các bạn. Tại vì tiếng Anh mà bạn lên 50 thì khó, chỉ làm sao đủ tiếng Anh ở mức là 42 điểm trở lên thì nó thi được cái thông nghiệp, còn lại là lấy lao động cho đi cũng được. Mặc dù bạn thấy quyết tâm đi 50 á thì chị cũng biết bạn thi bao nhiêu gì đó, nói chung là thôi mình cứ để cho mức 5 chấm trở lên là bạn ok được, là bạn có thể thi thông nghiệp được. Còn thế nào bạn cũng lấy được chó đi qua bên Úc. Thì năm nay Úc nó thiếu nhân lực á, cho nên nhiều bạn khá là dễ thi thẩm định nghề nữa. Chuyện tìm chỗ mới thẩm định nghề chỉ có 1 tiếng, nhanh nhất là 30 phút. ITDC vẫn có rất nhanh, đi làm đấy nó mất 3 tiếng, 5 tiếng một. Trong khi chị đi qua nhiều khi là thi 3 ngày mới xong. Thế quá trước là có một cái bạn tên Tuấn, à bạn vừa rồi thi tiếng Anh được BT 50, có bạn cho em rồi đúng không? Tuấn cũng vừa mất, nó học là 5 ngày. Là nhớ thầy cũng 9 triệu. Phải thi nó là xong được ngay là có một trong bốn kỹ năng, nó có một cái đúng 50 á, lỡ mà bạn đây cũng rất là quý chị. Mấy lần là khi mà bạn ấy thi xong ở nhà là luôn luôn nhắc chị, hôm nay vừa rồi thi xong là em thấy em thi được mà đúng thiệt, chiều về là có kết quả rồi, là chị đang nộp hồ sơ cho bạn bỏ đánh ban á, hy vọng là sẽ bỏ đánh ban sớm. Chị cho em hỏi ở trong này là có gì là chị giới thiệu đây, thì có bạn bé mình là các bạn đó, vừa học là các bé đó, thì mình kết hợp vừa học có thể là cái bàn để học nè. Tại sao lại phải hai bếp chị? Thường thường nấu là nấu hai bếp một lần hay sao? Thì thường thường thời gian của mình tiết kiệm nè, mình phải sử dụng hai bếp, một bên là chuẩn bị nước hoặc là sơ chế nguyên liệu, bên kia nấu cái nồi chung chính á. Bếp Âu là người ta làm bốn họng, đây là bếp không phải là bếp chính, không phải Âu đâu. Nhưng mà với bếp Âu thì cái nhiệt độ nó rất là cao. Và nó choáng diện tích lắm nên chị mới sử dụng cái bếp bình thường của mình thôi, chứ không phải cái này. Từ từ bếp chuyên nghiệp nó sẽ bếp inox. Nhưng mà vì nếu mà bếp inox á thì thực ra là cái thời gian hiện tại của mình đó thì đang chuẩn bị mình chuyển qua cái hình thức đó. Thì các thầy bên trường Úc họ cũng yêu cầu, nhưng mà chị chuyển cái bếp bánh mì với thành bài nắp hết là vì vậy. Nhưng cái bàn này mà trước đây mình đã từng làm cái bàn này và mình sử dụng vào lúc các bạn đi học lý thuyết, thì cái bàn này nó vừa là bàn học ở lúc thực hành, và khi mình xong bếp thì mình dọn lại thì các bạn có thể dùng để học cái lý thuyết mà bằng bên cái bằng đây sử dụng đàn chiếu nè, chế bàn học ở đây luôn. Khi mà cái việc có cái mặt bàn, còn dưới đây là ở dưới thì có dĩa chén dĩa bếp Âu, thì nó khá là nhiều các công cụ nguyên liệu dụng cụ mà nó đặc thù của nó đó, nên chén dĩa nó cũng có kiểu cách chứ không phải giống như bếp Á mình thường ít cái dùng kiểu cách dĩa cách, thì đây nó rất là nhiều loại dĩa khác nhau. Từ ngày thì vừa rồi thi rất là đông cho nên là tất cả các 2K đó mà mình phải chuẩn bị nguyên liệu công cụ dụng cụ chứ, với bạn 2K thì cũng rất là nhiều việc để làm. Sơ cũng nhanh ha, 5 năm trước là Thông học ở đây. 2019. Thật ra 2019 lúc đó mình không đào tạo ở đây, lúc đó mình đào tạo ở một cơ sở khác ở quận 3. Rồi sau khi mà cái người quản lý đó họ chuyển chỗ khác đó, rồi mình thấy chỗ đó cũng không có rộng rãi mà nó lại bất tiện ở chỗ mỗi lần khách hàng đi thực tập á, là họ không có được vô để sử dụng dĩa đâu, họ tính cái thời gian nó nhiều lắm, cho nên mình sẽ bắt học sinh đi vô trong các khách sạn nhà hàng thực tập. Nên sau khi mới đưa về đây thì mình cải tạo được tí xíu mặt bằng văn phòng mình có sẵn rồi, thì các em có thể có thời gian học dễ hơn. Các bạn muốn làm cái gì các bạn cứ lên đây, các bạn tham gia vào thực tập. Là nghĩa là văn phòng ở đây xong rồi các bạn học ở đây trên lầu, rồi xong rồi các bạn mà muốn thực tập trong tuần là hai ngày cuối tuần mình học thực hành với thầy giáo, 5 ngày còn lại trong tuần á, bất kể ngày nào các em muốn thực tập cứ có sẵn ở đây, có như thư viện vậy đó, gian gì đó ở dưới sách tài liệu, các bạn cầm gì tài liệu truy cập cái gì hỏi cái gì thì có nhân viên của chị để hỗ trợ. Rồi các bạn cứ nấu, nếu mà các bạn tập trục trặc các bạn cứ chụp hình quay video lại và gửi cho các thầy bếp cho hỏi. Còn mấy bạn chung lớp cũng đã có cái group riêng của các bạn trong rồi. Trong cái lớp bếp này hầu hết là chị giữ lại một vài bạn nhân viên, những bạn là những người là khá bếp học trước đó để làm việc cho mình. Cho nên các bạn cũng có một số kỹ năng để cái gì hỗ trợ được các bạn này. Hỗ trợ các bạn nói tiếng Anh cũng khá luôn. Đúng. Phụ tùm lum thứ chứ. Hôm nay là có bạn Trinh với bạn Phát. Trinh với Phát là hai đứa học sinh từ Úc về. Tiếng Anh nó là 800. Nói dữ nữa. Và nó học
nó học ốm về phải định cư được, nó về để học bánh mì và bếp Âu chúng ta để định cư. Cho nên là bình thường có em ấy bố điều phòng thì các bạn tự xử. À, có em ấy ở đây hỗ trợ rất là tốt cho học sinh của mình. Và nói chung là các bạn học sinh khóa này thì bằng trên vẫn đang dạy dạy đại học với bánh mì, phát thì chuyên về bếp Âu. Còn Nhân với Khương bây giờ hai đứa đó, Nhân là bếp Âu, còn Khương là bánh mì. Vợ của Khương là bếp Âu. Có nòng cốt. Cho nên là có nòng cốt là kế bên đó. Đó là sao mà rồi? Thì hai người kia làm visa trong vòng khoảng 2 tháng là xong đi ra. Sao lại đi mất tiền rồi? Mới của chúng ta sẽ hỗ trợ, sẽ tiếp quản công việc đó. Ngày lớp trước với lớp sau có sự kết nối với nhau. Nó đi rồi nó không quay về nữa đâu, mình về sướng quá mà. À, các bạn ơi, khi mà mở lại thì chúng ta lại qua bên kia lại kết nối một cái hệ thống những nhân viên khách hàng cũ của chúng ta. À, chứ không phải là đi luôn đâu, họ qua kia họ giúp đỡ những khách hàng mới. Cái này là ở Việt Nam hay dùng vậy, mình nút về nhà nào cũng có này. Rồi cái này nó không phải chuyên về trong cái thương mại đâu, nhưng mà thấy chị nhưng mà làm một cái hệ thống phỏng dẫn khí phỏng khóa mà bự quá thì nó nhìn nó rất là ấy, mà mình cũng không có sử dụng quá nhiều trong một cái mô hình bếp Âu giống như trong cái bếp chuyên nghiệp á, thì chị mua loại này cho nó giảm bớt cái độ nóng, độ cái độ cồn cồn cái phòng này, nó vẫn hút, tức là chị dùng cái hệ thống cái quạt mà kia, cái quạt rất là mạnh thì nó vẫn hút hết. Rồi ok vậy đẹp ơi. Cảm ơn các bạn đã coi cái video của mình đến đây. YouTube nó có cái thuật toán, nếu mà bạn like cái video này á thì nó sẽ gửi đến cho nhiều người xem. Thì các bạn có thể giúp mình bấm nút like và các bạn đăng ký kênh để bạn không có bỏ qua những cái video sắp tới. Dốc hết ruột gan của mình ra mình chia sẻ cho các bạn, để các bạn nào mà trúng cái loại visa nào thì bạn có thể apply ha. Nếu bạn còn thời gian nữa thì hãy coi những cái video khác của mình. Mình có nói rất là nhiều về cuộc sống Úc để bạn có thể hình dung được cuộc sống của bạn ra sao sau khi bạn có được cái visa qua đến nước Úc xinh đẹp và hiền hòa như thế này.